Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay thật là vui cho chị vì đã được đồng hành cùng với các bạn và được cùng các bạn chia sẻ những kiến thức liên quan đến môn văn trong buổi tối ngày chủ nhật, một buổi tối cuối tuần đúng không nào? Và hiện tại thì không biết là các em đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị chưa? Nếu mà các bạn đã vào đây rồi thì hãy gửi lời chào đến chị nhé. Rồi, ok, xin chào các bạn. Xin chào Linh Ngọc. Hello Nhi, hello Như Quỳnh, xin chào Bảo Ánh, xin chào các bạn. Các bạn ơi, một tuần vừa rồi trôi qua với các bạn như thế nào? Cuối tuần được nghỉ ở nhà thì cảm giác là có vui không? Có gọi là sốc lại cái tinh thần cho mình không? Có dành cho mình những cái thời gian để thư giãn cuối tuần không? Rồi, ok, xin chào Quỳnh Anh, xin chào em. Hello Thủy Quỳnh. Rồi, các bạn ơi, những giây phút đầu giờ thì đừng quên hãy dành cho chị những lượt chia sẻ cũng như là tăng bạn bè của mình vào để cùng chị tổng kết lại chiến dịch dậy sớm mà các bạn đã được học cùng với chị Hải Quỳnh trong cả một cái tuần vừa rồi nhá, trong tuần vừa rồi. Đó. Rồi, chị xin chào Quỳnh Nga, xin chào em. Xin chào Hà My. Rồi. Các bạn ơi, sau khi mà chúng mình đã học xong chiến dịch dậy sớm với những văn bản thơ của kỳ 2 thì các bạn có thể cho chị xem một chút những cảm nhận của các em sau khi mà đã học xong chiến dịch này không? Rồi, xin chào Hương em, chị chào Trần Linh, xin chào em. Rồi, rất là vui vì ngày hôm nay có quá là nhiều các bạn học sinh vào đây cùng với chị, đúng không nào? Rồi, các bạn ơi, không biết là trong tuần vừa rồi thì các bạn có học chiến dịch dậy sớm cùng với chị không? Nào, những bạn nào có tham gia chiến dịch dậy sớm thì vào đây giơ tay lên cho chị xem nào. Nào, những bạn chạy cho chị nhìn thấy cánh tay của các bạn đã tham gia chiến dịch dậy sớm. Vậy thì không biết là các bạn còn nhớ là ở trong chiến dịch dậy sớm thì chúng mình đã học về những cái gì không? Hả? Nào, không biết là các bạn còn nhớ là trong chiến dịch dậy sớm thì chúng mình đã học được những kiến thức liên quan đến những tác phẩm nào không nào? Rồi, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nhé. Nào, các em ơi, nhanh chóng vào đây cùng với chị nhá. Những bạn nào đã tham gia chiến dịch dậy sớm thì có thể comment xuống chị là em đã tham gia không nào? Rồi, xin chào em. Rồi ok, nói một chút về chiến dịch dậy sớm nhá. Như chúng ta đã biết thì trong chiến dịch dậy sớm này, chị đã trọng tâm ôn luyện cho các bạn về phần văn bản liên quan đến 3 bài thơ. Đúng không ạ? Đến 3 bài thơ, trong đó có Sang Thu, trong đó có Viếng Lăng Bác. Đây là những văn bản, những tác phẩm mà vô cùng quan trọng. Nó không chỉ phục vụ cho các bạn trong việc ôn thi giữa kỳ, ôn thi cuối kỳ của năm lớp 9, mà các bạn còn phải ôn tập những văn bản này để phục vụ cho kỳ thi vào 10 của chúng mình nữa đấy. Vậy thì không biết là sau cái chiến dịch này thì các bạn đã nắm được cái kiến thức liên quan đến 3 văn bản này chưa? Và chúng ta nhớ rằng là đối với chiến dịch dậy sớm thì các bạn cũng đã được học những phần sơ đồ tư duy, đúng không ạ? Các bạn đã được học sơ đồ tư duy, đã được cùng chị viết cái sơ đồ, đúng không ạ? Vẽ cái sơ đồ tư duy về 3 văn bản thơ. Về 3 văn bản thơ. Nào, một bạn có thể nêu chị tên của 3 văn bản mà chúng ta đã học không? Các bạn có thể nêu cho chị tên 3 văn bản mà chúng mình đã học không nào? Có bạn nào dậy sớm để học văn không? Hay là ở đây thì các bạn đều ngủ? Hả? Không biết là các bạn còn nhớ cái lịch học sớm, dậy sớm học văn cùng với chị không ạ? Nào, 3 văn bản của chúng mình đã học là văn bản gì? Văn bản gì hả các em? Rồi, chúng mình đã học những văn bản nào nhở? Các bạn có thể comment xuống cho chị nào. Comment xuống cho chị nào. Nếu mà muốn chị có thể tặng cho các bạn những phần quà vô cùng giá trị thì các bạn ơi, hãy comment xuống cho chị tên của 3 văn bản nhá. Rồi, chị đã thấy các bạn comment được rồi này, đúng rồi. 3 văn bản mà chúng ta đã cùng nhau đi vẽ sơ đồ tư duy cũng như là đi nhắc lại những phần kiến thức trọng tâm của 3 văn bản ấy, đó là Mùa Xuân Nho Nhỏ. Mùa Xuân Nho Nhỏ.
Của ai ạ? À, của nhà thơ Thanh Hải. Đúng nào? Rồi, tiếp theo chúng ta có học cái gì? À, đúng rồi, học văn bản Sang Thu. Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh. Của nhà thơ Hữu Thỉnh. À, và văn bản cuối cùng mà chị em mình cũng đã cùng nhau đi tìm hiểu, đó chính là gì ạ? À, đó chính là văn bản Viếng Lăng Bác. Viếng Lăng Bác của Viễn Phương. Vậy thì các bạn có ấn tượng với văn bản nào? Có mong muốn là đi thi vòng 10 là sẽ vào những văn bản này không? Chị nghĩ rằng là các bạn rất là thích học thơ đúng không ạ? Ở khóa học năm lớp 9 nào cũng vậy, chị khi mà chị khảo sát các bạn thì chị thấy là các bạn đều mong muốn là sẽ được vào thơ. Nhưng mà tuy nhiên là nếu mà năm trước đã vào những năm trước đã vào quá nhiều thơ rồi thì năm sau thì chắc chắn là phải vào văn xuôi. Và cái việc mà các bạn sẽ phải học phổ rộng kiến thức là điều rất là cần thiết, chứ không phải là chị tập trung vào thơ mà bỏ quên đi văn xuôi các em nhé. Rồi, vậy thì đối với ba văn bản này, các bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản, những thông tin liên quan đến tác giả, tác phẩm, những luận điểm mà các bạn cần phải có và cần phải học để phục vụ cho quá trình mà chúng ta phân tích. Vậy thì cái việc đó chị sẽ làm sao ạ? Chị sẽ không nhắc lại nữa các em nhé. Chị sẽ không nhắc lại nữa. Và các bạn ơi, có một cái thông tin vô cùng quan trọng mà chị muốn nhấn mạnh đến với các bạn, đó là sao? Đối với những bạn học sinh mà đã tham gia khóa học, tham gia chiến dịch dậy sớm học văn này, thì khi mà các bạn muốn có thể có những cái khả năng, muốn nâng cao cái kiến thức liên quan đến môn văn của mình, nâng cao cái kỹ năng viết văn, cũng như là muốn tham gia đăng ký một cái khóa học dành cho các bạn học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10, thì hiện tại Học Văn Chị Hiên đang có một ưu đãi đối với những bạn học sinh đã tham gia chiến dịch này. Đó chính là một voucher giảm giá dành cho các bạn học sinh mà đã tham gia chiến dịch. Và các bạn được giảm giá bao nhiêu ạ? Các bạn được giảm giá 300.000 khi mà chúng mình đăng ký khóa học chạy văn đấy các em ạ. Nào, giảm giá 300.000 khi đăng ký khóa học chạy văn. Đây chính là một cái khóa học mà ở đó thì không biết là các bạn đã nắm được những thông tin cơ bản liên quan đến khóa học chạy văn này chưa? Nhưng mà chị sẽ nói lại cho các bạn nhé, nếu mà các bạn chưa rõ về khóa học này. Đây là một khóa học lấy lại gốc cho các bạn nhá, lấy lại gốc cho các bạn. Có nghĩa là sao? Chúng ta sẽ được học những kiến thức cơ bản liên quan đến phần văn bản. Đó, những kiến thức cơ bản liên quan đến phần văn bản. Và sau đó thì sau khi mà các bạn đã có được những phần tài liệu, những phần video được tặng kèm thì chúng ta sẽ được tương tác, được học trực tiếp với giáo viên. Và chắc chắn rồi, chắc chắn một điều rằng là đối với khóa học này các bạn sẽ được trang bị đầy đủ những kỹ năng và phương pháp để làm bài thi, và ngoài ra thì các chị sẽ hướng dẫn các bạn những cái kỹ năng, những cái mẹo khi mà đi vào phòng thi chúng ta cần phải ghi nhớ để làm sao chúng ta hoàn thành cái bài thi của môn ngữ văn khi mà đi thi vào 10 một cách tốt nhất. Đối với khóa chạy văn này thì học phí gốc của nó đang có giá là bao nhiêu ạ? À, học phí gốc của khóa này sẽ có giá là 900.000. Các em nhá, đang có giá là 900.000, nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ được giảm giá. Ở đây thì các bạn sẽ được giảm giá, và đối với những bạn đây, chị xin lỗi nhá, là 999.000, và các bạn sẽ được giảm giá là còn 699.000. Với điều kiện là ngày hôm nay trong buổi phát trực tiếp này, nếu bạn nào mà đang cắt màn hình lại, các bạn đang tham gia phần phát trực tiếp của chị, đang tham gia phần phát trực tiếp của chị, và sao ạ, nếu những bạn mà đã tham gia chiến dịch sớm, các bạn cắt lại màn hình, cắt màn hình, gửi về bếp. Các bạn cắt màn hình và các bạn gửi về cho bếp là các bạn sẽ được giảm giá 300.000 khi mà đăng ký khóa học.
Thực sự chị nghĩ rằng là đây là một cái khóa học thương hiệu của Học Văn Chị Hiên rồi. Và năm nào cũng vậy, các bạn feedback về điểm số khi mà thi vào 10 rất là cao. Và các bạn có biết không, năm trước thì đối với các anh chị học sinh 2K7 á, rất nhiều anh chị học khóa học chạy này và các anh chị đã thi chuyên và đạt những cái điểm số rất là cao, đậu chuyên rất là nhiều. Và ngoài ra, các bạn anh chị thi trường công lập bình thường á, thi những trường công lập thì điểm số đều 8 cộng 9 cộng. Thế thì các bạn có thể thấy được rằng là ngoài cái việc mà chúng ta nghe giảng, ngoài cái việc mà các bạn tương tác trực tiếp với giáo viên, thì cái phần tài liệu của khóa chạy này sẽ là những cái phần tài liệu vô cùng chất lượng. Và đây chị sẽ có thể cho các bạn nhìn thấy nhá. Các bạn nhớ chụp ảnh màn hình nhá. Nhớ phải chụp ảnh màn hình để gửi về cho fanpage thì chúng ta mới được giảm giá. Ok không nào? Rồi, vậy thì đây, chị sẽ cho các bạn xem qua một chút về tài liệu của khóa chạy văn này. Chúng ta sẽ được tặng kèm một cái cuốn tài liệu dày như thế này. Các bạn có thấy không ạ? Khi mà các bạn đăng ký khóa học thì các bạn sẽ được tặng kèm một cuốn tài liệu rất là dày và ở trong đây kiến thức rất chi tiết. Đó, vậy thì ngày hôm nay không biết là các bạn sẽ muốn chị đọc cho các bạn những tác phẩm nào nào? Hiện tại thì các bạn đang cảm thấy là mình khó khăn nhất trong văn bản nào? Khó khăn nhất trong cái việc là học văn bản văn xuôi nào? Văn xuôi đi nhá. Bởi vì ở trong chiến dịch dậy sớm thì các bạn đã được học thơ rồi. Thế thì ngày hôm nay chị sẽ cho các bạn ôn về văn xuôi. Và không biết rằng là các bạn đang gặp khó khăn ở văn bản nào, các bạn có thể comment xuống đây nhá. Sau đó thì chị sẽ sử dụng cuốn tài liệu này, chị sẽ hướng dẫn các bạn và chị sẽ cho các bạn xem về tài liệu ở trong khóa chạy nó chất lượng ra sao. Đó. Rồi, chị thấy có những bạn là sao đây? Chỉ tặng free luôn. Đúng rồi. Chỉ cần là cắt màn hình buổi livestream ngày hôm nay thôi và gửi về cho fanpage là các bạn sẽ auto có một cái mã giảm giá 300.000 khi mà các bạn đăng ký khóa học. Nhá. Chỉ cần các bạn cắt màn hình thôi. Từ 999.000 bây giờ tự nhiên được giảm giá 300.000, có nghĩa là chúng ta chỉ cần với 699.000 là các bạn được học một khóa học cho đến lúc mà chúng ta làm sao ạ? Chúng ta thi vào 10. Đúng không ạ? Ôn lại từ đầu đến cuối, cung cấp cho các bạn từ mẹo nhỏ đến mẹo lớn để các bạn có thể làm tốt bài thi. Đó, nhá, thế thì nhanh tay lên, nhanh tay cắt màn hình ngày hôm nay của chị vào và sau đó thì gửi về cho admin nhá. Rồi, thế thì quay trở lại cùng với chị. Nào, các bạn đang muốn chị chia sẻ cho các bạn văn bản nào? À, ở đây thì chị nhận thấy rằng là sao? Rất nhiều bạn muốn chị chia sẻ về những ngôi sao xa xôi. À, những ngôi sao xa xôi đúng không nào? Chị đợi các bạn khoảng 1 phút nữa nhá, cho các bạn vote nhiều hơn một xíu nữa thì chị sẽ cùng các bạn đi khám phá cuốn tài liệu chạy văn này. Được không nào? Nào, văn bản nào nào? Các bạn ơi, thế thì chốt nhá. Những ngôi sao xa xôi được không ạ? Các bạn có đồng ý là chị sẽ nói về văn bản những ngôi sao xa xôi không? Rồi, ok. Vậy thì chốt nhá. Chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu văn bản những ngôi sao xa xôi để xem rằng là đối với văn bản này chúng mình sẽ phải chú ý những đoạn trích nào, được không? Chúng ta sẽ phải chú ý những luận điểm nào khi mà đi phân tích. À, thế thì chúng ta đều biết rằng là những ngôi sao xa xôi là một truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Lê Minh Khuê, được sáng tác vào năm bao nhiêu ạ? 1971, khi mà cái cuộc kháng chiến chống đế quốc diễn ra vô cùng ác liệt. Và thông qua cái tác phẩm này thì nhà văn đã vẽ nên một cái bức tranh chân thực về sự gian khó của cuộc đấu tranh giành lại hòa bình. Đồng thời nó cũng khắc họa rất là rõ nét cái sự hy sinh thầm lặng của những cô gái thanh niên xung phong. Và có lẽ rằng là câu chuyện đề tài về chiến tranh đó không khô khan mà ngược lại nó còn rất là lắng động,
rất là nhiều những cảm xúc bồi hồi da diết. Và xuyên suốt những ngôi sao xa xôi là cuộc đời của những cô gái tuổi xuân thì đang làm nhiệm vụ phá bom, mở đường cho xe qua trên dãy Trường Sơn huyền thoại. Và chúng ta sẽ cùng chị đi nói về văn bản những ngôi sao xa xôi trong cuốn tài liệu của khóa học chạy văn, em nhé. Với văn bản những ngôi sao xa xôi thì chị có đầy ở trang số 74 của cuốn tài liệu. Chúng ta sẽ cùng nhau đến trang 74 nhé. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy qua, đầu tiên tài liệu của chúng ta sẽ gồm cái gì ạ? Sẽ gồm những thông tin khái quát liên quan đến văn bản. Chúng ta có về tác giả, chúng ta có về tác phẩm. Tác phẩm thì những thông tin để chúng ta đưa vào luận điểm khái quát, sẽ có hoàn cảnh sáng tác, sẽ có ý nghĩa nhân đề, sẽ có về gì ạ? Về tình huống, đúng không ạ? Các bạn đều phải chú ý cho chị cái tình huống này nhé, và ý nghĩa của tình huống ra sao. Thì đấy chính là những điều mà tài liệu trong cuốn chạy văn muốn khái quát lại cho các bạn. Và các bạn ơi, sau khi mà đã khái quát được rồi, các bạn chắc chắn sẽ có một phần mở bài. Và các bạn hãy cùng chị đi lắng nghe phần mở bài này nhé. Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do chính cuộc sống viết ra. Andersen. Nhà văn Lê Minh Khuê cũng đã xuất phát từ những khoảnh khắc có thực trong cuộc đời sống để rồi viết nên một câu chuyện đẹp mang tên Những ngôi sao xa xôi. Tác phẩm đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng bạn đọc về hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong mang phẩm chất anh hùng trên tuyến đường Trường Sơn những năm chống Mỹ. Nổi bật trong đó là hình ảnh nhân vật Phương Định, một cô gái Hà Thành, duyên dáng, thanh lịch nhưng cũng rất đỗi hiên ngang, can trường và dũng cảm. Vậy thì ở trong mở bài này, các bạn có nhận ra được hai cái yếu tố mà chị đã đưa vào là gì không? Mở bài bao giờ cũng vậy, chúng ta sẽ có hai phần. Một là phần dẫn dắt và hai là phần nêu vấn đề. Vậy thì phần dẫn dắt của chị từ đâu đến đâu? Phần dẫn dắt của chị đã mượn một câu nhận định của Andersen để dẫn vào. Và sau đó đến cái phần những năm chống Mỹ là cái phần dẫn dắt của chị. Phần nêu vấn đề của chị là ở đâu? Nổi bật trong đó là hình ảnh nhân vật Phương Định, một cô gái Hà Thành duyên dáng, thanh lịch nhưng cũng rất đỗi hiên ngang, can trường và dũng cảm. Thế thì đây chính là cái phần mà các bạn nêu ra vấn đề nghị luận. Có thể khi gặp đề thi, các bạn sẽ có một câu hỏi rằng là sao ạ? Em hãy phân tích nhân vật Phương Định trong văn bản Những ngôi sao xa xôi. Vậy thì có thể là nổi bật trong đó là hình ảnh nhân vật Phương Định thì các bạn cũng đã ok rồi. Nhưng để xác định được luận điểm và những yếu tố mà các bạn sẽ chuẩn bị đi trình bày ở trong phần thân bài thì các bạn sẽ có thêm cho chị một cái phần chú thích đằng sau. Một cái thành phần phụ chú đấy, gọi là thành phần phụ chú đằng sau. Thế thì cô Phương Định này là người như thế nào? Thì đây là một cô gái Hà Thành, duyên dáng, thanh lịch nhưng cũng rất đỗi hiên ngang, can trường và dũng cảm. Được không nào? Thì đây chính là những cái phần mà các bạn sẽ triển khai ở trong đâu ạ? Ở trong phần thân bài. Được chưa nào? Đồng ý với chị không? Nhớ nhá, nhớ phần mở bài phải nêu được hai phần cho chị. Một là phần dẫn dắt và hai chính là phần nêu vấn đề. Và vấn đề thường thường nó sẽ nằm ngay ở cái đề bài á. Chúng ta nhấp cái đề bài của mình xuống và lắp ghép vào trong phần mở bài là chúng ta đã có được rồi. Và điều quan trọng hơn nữa, để rõ ràng hơn trong phần mở bài thì các bạn hãy xác định luôn cho chị. Cái gì ạ? Xác định luôn cái gì? Phạm vi phân tích. Các bạn học sinh mà đã học chị và học ở học văn chị Hiên, bao giờ các bạn cũng có cái kỹ năng ấy khi viết mở bài. Các bạn hãy nhớ mở bài, một là có phần dẫn dắt, hai là phần các bạn nêu lại cái đề bài á, nêu vấn đề đấy. Phải nhắc được tên vấn đề thì chúng ta mới có được cái mở bài thành công. Và sau đó thì các bạn xác định luôn cho chị là cái phạm vi dẫn chứng của mình ở đâu, phạm vi mình phân tích, mình lấy dẫn chứng là ở những cái đoạn trích nào hay ở những đoạn thơ nào. Kèm nhá. Rồi, đó là xong phần mở bài. Chúng ta cùng nhau đi sang với phần thân bài. Vậy thì phân tích, chúng ta sẽ có những phần nào, chúng ta sẽ có những nhận luận điểm như thế nào? Đối với nhân vật Phương Định, chúng ta sẽ có hoàn cảnh sống. Chúng ta sẽ có những vẻ đẹp trong tâm hồn, đúng không ạ? Vẻ đẹp tâm hồn của Phương Định. Và tiếp theo, chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái đặc điểm, đúng không ạ? Những đặc điểm của cô gái ấy.
Đó. Rồi, thế thì chị sẽ cùng các bạn đi nói về nhân vật Phương Định các em nhé. Nào, vậy thì đầu tiên các bạn phải đi khái quát về nhân vật Phương Định cho chị. Đối với Phương Định là các bạn phải đi khái quát đúng không ạ? Khái quát nhân vật Phương Định thì thế nào? À, rõ ràng Phương Định là một cô gái Hà Thành, vốn được sống trong một không gian thanh bình và yên ả. Là một nữ sinh trung học vừa rời ghế nhà trường, đã xung phong tham gia chiến trận với tâm hồn trẻ trung cùng bao ước mơ tuổi trẻ, cùng những hình dung đầy mơ mộng về công việc của những nữ thanh niên xung phong. Tiếp theo, chúng ta sẽ thấy được, nhận xét về nhân vật Phương Định. Thoạt nhìn, khó có thể tưởng tượng Phương Định có thể trụ lại trong cuộc sống nơi chiến trường với rất nhiều gian khó, thiếu thốn và sự khốc liệt. Thế thì đi phân tích chi tiết, chúng ta sẽ có luận điểm như sau. Các bạn có thể ghi chép vào nhé. Đầu tiên, cô ấy là một nữ thanh niên xung phong mang phẩm chất anh hùng. Phẩm chất anh hùng được thể hiện ở đâu? Phương Định đảm nhiệm một nhiệm vụ vô cùng vất vả và nguy hiểm. Cô thuộc tổ trinh sát mặt đường trên tuyến đường Trường Sơn, quả cảm, kiên cường và giàu lòng yêu nước. 3 năm đảm nhiệm trên tuyến đường Trường Sơn, phải đảm nhận một công việc mà dẫu đã làm bao nhiêu lần cũng không thể quen. Vẫn luôn thấy căng thẳng đến mức thần kinh căng như chão và tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Hãy chép cho chị những dẫn chứng có trong đoạn trích ra nhé. Hãy lưu ý một điều khi mà chúng ta đi phân tích. Nếu các bạn không có dẫn chứng thì mọi cái lý lẽ của các bạn, mọi cái việc phân tích của các bạn đó chỉ là một cái phần phân tích suông, không có dẫn chứng các bạn sẽ không được nhiều điểm đâu ạ. Đó. Tiếp theo, vậy thì cái phẩm chất anh hùng của Phương Định được nhà văn Lê Minh Khuê thử thách trong một lần phá bom nổ như thế nào? Thì các bạn có thể quan sát. Phương Định có những cái cảm nhận rõ ràng về không khí căng thẳng nơi cao điểm, sự vắng lặng đến phát sợ, sự vắng lặng chẳng lành. Nhưng điều đó không làm cô lùi bước. Cô vẫn quyết định không đi khom, cứ đàng hoàng mà bước tới. Bởi Phương Định biết rằng mình đang làm một công việc đầy vinh quang, tự hào và không có chút gì về sợ hãi, yếu đuối. Phương Định cẩn thận từng động tác khi phá bom, từ quan sát đào đất đến việc bỏ thuốc mìn. Hình ảnh Phương Định được nhà văn khắc họa vừa ở tính chất của từng động tác, vừa ở cảm giác diễn biến tâm lý khi thực hiện. Phương Định có một tinh thần trách nhiệm cao, quên mình vì nhiệm vụ. Tôi có nghĩ tới cái chết, nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính, liệu mình có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Một cô gái dũng cảm, gan dạ, đối đầu với những nguy hiểm. Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom, một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt. Nhưng cô không hề bỏ cuộc. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã phân tích như vậy xong, chúng ta sẽ rút ra cho chị một nhận xét về ngôn ngữ khi mà nhà văn Lê Minh Khuê sử dụng để miêu tả nhân vật Phương Định, để miêu tả những hành động mà Phương Định đã thực hiện khi mà phá bom. Và ở trong chính cái lần phá bom đó, nó đã thể hiện được xuất sắc, nó đã thể hiện được rõ nét nhất. Cái gì ạ? Cái con người của Phương Định. Một con người quả cảm gan dạ, một con người dám đương đầu với khó khăn thử thách, không hề chùn bước, một con người luôn cống hiến hết mình cho tổ quốc. Đó, và Lê Minh Khuê đã diễn tả được cái nét dũng cảm nhất, cái nét can trường nhất trong Phương Định, trong một cái hoàn cảnh thực hiện nhiệm vụ, khi cô dường như đã quên hết đi cái chết trong những khoảnh khắc đối diện với thần chết như vậy. Đó nhá, đấy chính là về cái phần quả cảm. Và chúng ta nhận ra là Phương Định chính là một biểu tượng cho vẻ đẹp anh hùng quả cảm, kiên cường của thế hệ nữ thanh niên xung phong thời chống Mỹ. Đó. Rồi, đây chính là về luận điểm thứ nhất. Tiếp theo, ngoài ra, ngoài cái sự can trường, ngoài cái sự dũng cảm, thì Phương Định còn là một cô gái làm sao? Xinh đẹp, nhạy cảm và lãng mạn. Nó thể hiện một cái nét đầy nữ tính của cô gái ấy, một cái nét trẻ trung của một người con gái Hà Thành. Những cái điều đó được thể hiện qua đâu?
à, cô quan tâm tới hình thức bên ngoài, luôn chăm chút trong ngoại hình và rất là tự hào về một đôi mắt có cái nhìn sao mà xa xăm. Chị nghĩ rằng những cái chi tiết này các bạn sẽ phải rất là nhớ. Một cái nhìn sao mà xa xăm đến như vậy. Và cô còn rất là tự tin, tự hào về cái nét riêng của mình. Cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Và tự đánh giá về ngoại hình của mình, thấy bản thân mình là một cô gái khá. Đúng không ạ? Nhá. Là một cô gái khá. Cô thích làm duyên và đắm mình trong những cảm xúc riêng tư, thích ngắm mình trong gương và làm điều trước các anh bộ đội. Giữa bom đạn chiến tranh, ở nơi cao điểm khốc liệt, Phương Địch giống như bông hoa xinh đẹp, duyên dáng, kiêu hãnh, bung tỏa sắc hương. Và chị nghĩ rằng là những cái phần mà nhận xét này, các bạn nên có để coi nó là một cái phần tiểu kết cho mình khi mà mình đã phân tích xong một cái luận cứ nhỏ trong cái luận điểm lớn. Em nhá, cần phải tổng kết lại là à, vậy thì ở trên mình đã trình bày ra những cái phần nào, mình đã trình bày những cái chủ đề gì, và cuối cùng thì chúng ta kết lại bằng một câu thôi. Chỉ cần một câu thôi, nó cũng đủ để mang sức nặng cho các bạn rồi. Được chưa nào? Rồi, ngoài ra, đối với nhân vật Phương Định, chúng ta còn thấy cô có một cái nét hồn nhiên, một nét yêu đời và mang một cái tâm hồn mơ mộng. Nó thể hiện qua đâu? Trong những khoảng thời gian không làm nhiệm vụ, cô thích hát để quên đi những căng thẳng và thêm yêu đời. Cứ thuộc một nhịp điệu nào đó thì cô lại từ bịa ra lời bài hát để ngân nga. Hồn nhiên vui tính, thích, gọi là cô rất là thích cuống cuồng trước một cái cơn mưa đá bất ngờ giữa rừng. Và các bạn sẽ phải chú ý vào cái chi tiết này đó chị, đúng không ạ? Chú ý vào cái chi tiết là à, cuống cuồng trước cơn mưa đá giữa rừng. Nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện Phương Định là một người rất là nhạy cảm. Phút giây nhớ về những cái kỷ niệm hạnh phúc, tuy nó ngắn ngủi nhưng mà đã tiếp thêm cho Phương Định cái niềm động lực say mê, tiếp thêm vào cái bầu nhiệt huyết tuổi trẻ những điều rất là đáng yêu, rất là ý nghĩa và thiêng liêng vô cùng. Đó. Và cuối cùng thì sao? Chúng ta còn thấy là ở cô gái này có một cái tình gắn bó, một cái tình yêu thương đồng đội. À đây, Phương Định thì luôn mang trong mình một cái niềm cảm phục ngưỡng mộ về những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ. Và với cô, đó là những con người đẹp nhất, thông minh nhất, can đảm và cao thượng nhất. Cô đã tinh tế nhận ra cái nét tính cách riêng, cái vẻ đẹp riêng của từng đồng đội. Chị Thao là một người có thể bình tĩnh đến lạ mỗi khi đối diện với nhiệm vụ, nhưng lại rất là sợ máu và sợ vắt. Còn Nho thì sao? À, là một người rất thích ăn kẹo. Đúng không ạ? Một người rất thích ăn kẹo. Còn đại đội trưởng thì lại hay đau khớp, hay làm ca dao, hay khách sáo nói cảm ơn, xin lỗi. Thế thì qua những chi tiết này chúng ta lại thấy được Phương Định là một người rất là tinh tế khi mà đã chú ý được những đặc điểm riêng của từng người một, từng đồng đội đã gắn bó với cô. Đúng không ạ? Và để từ đó cô đã dành cho họ những sự quan tâm, những sự lo lắng cho đồng đội. Khi mà đồng đội ở trên cao điểm, Phương Định làm sao ạ? À, Phương Định đã gọi là gắt với đội trưởng, sốt ruột dạy trao ngoài một tí, đúng không? Rồi yêu thương chăm sóc chu đáo cho đồng đội như đứa em trong nhà, bóc kẹo cho Nho ăn. Rồi khi Nho bị thương thì làm sao? Thì lo lắng, thì chăm sóc tận tình. Và cảm thấy đau đớn như chính mình bị thương vậy. Chỉ muốn làm gì? Chỉ muốn bế Nho trên tay mà thôi. Đó, và cô rất là thấu hiểu những cảm xúc, những tâm trạng của chị Thao khi mà Nho bị thương và coi chị như là người chị cả trong gia đình vậy. Thì đấy chính là về nhân vật Phương Định. Về nhân vật Phương Định. Thế thì các bạn ơi, chúng ta có thể thấy rằng là đối với những ngôi sao xa xôi, không chỉ có nhân vật Phương Định mà để làm nên được một cái tác phẩm hay như vậy, chúng ta còn thấy được là có sự góp mặt của những nhân vật khác như là Nho, như là Thao, đúng không ạ?
chị Nho, chị Nho, Nho và chị Thao. Thế thì đối với ba nhân vật này chúng ta cũng sẽ có những đề nhá. Các bạn sẽ có những đề mà phân tích đoạn trích. Người ta không yêu cầu các bạn chỉ phân tích nhân vật Phương Định Thông đâu, mà người ta sẽ đưa ra một đoạn trích. Và các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ gì ạ? Phân tích đoạn trích đó. Nhưng mà phân tích đoạn trích đó thì trong đó có ai ạ? Có cả ba nhân vật. Có cả ba nhân vật các bạn cần phải làm cơ. Chứ không phải là chỉ tập trung vào một nhân vật nào. Thì các bạn cũng phải phân biệt khi mà chúng ta đọc đề các em nhé. Vậy thì chị muốn nhắc lại một điều. Đó là ngày hôm nay, trong giây phút này, những bạn đang xem phần phát trực tiếp của chị, nếu các bạn cáp màn hình, nếu mà các bạn cáp màn hình và các bạn gửi về cho fanpage Học Văn Chị Yên Trung Học Cơ Sở, thì các bạn sẽ nhận được một cái mã giảm giá 300.000. Các bạn sẽ nhận được một mã giảm giá 300.000 khi mà các bạn muốn đăng ký khóa học chạy văn. Một khóa học ôn lại từ đầu đến cuối cho các bạn, để phục vụ cho các bạn trong cái quá trình ôn thi vào 10 và giúp cho các bạn nâng cao cái kỹ năng, cũng như là cung cấp cho các bạn những cái phương pháp, rồi những kỹ năng khi mà các bạn vào phòng thi, những mẹo khi mà các bạn sẽ phải làm đối với môn ngữ văn này, để làm sao các bạn sẽ được điểm cao nhất nhá. Hãy cáp lại màn hình và gửi lại cho admin của Học Văn Chị Hiên Trung Học Cơ Sở. Các bạn sẽ được giảm giá 300.000. Và học phí của khóa chạy văn hiện tại đang là 999.000. Các bạn nếu mà được giảm giá 300.000 khi mà các bạn cáp màn hình là các bạn chỉ còn lại bao nhiêu ạ? 699.000 cho khóa học này thôi. Vậy thì các bạn hãy nhanh tay cáp lại màn hình trong cái quá trình mà chị đang phân phát trực tiếp này nhá, và gửi về ngay cho admin để chúng ta có được mã giảm giá 300.000. Đồng ý với chị không nào? Nhá, nhanh tay lên nhá, không là mất đấy. Không là không có cơ hội học khóa chạy văn, mà đây là một cái khóa mà rất nhiều thủ khoa. Là một khóa rất nhiều thủ khoa. Đặc biệt là các anh chị, học sinh 2K7 và 2K6, khi mà các anh chị đã tham gia khóa học chạy văn này, các anh chị đã có được những điểm số 8 cộng, 9 cộng, thậm chí là đã thi chuyên đỗ rất nhiều nhá. Và khóa học này còn được gọi là khóa học của những thủ khoa đấy. Các bạn có thể tham gia khóa học này và trải nghiệm những phần tài liệu vô cùng chất lượng của khóa học mà Học Văn Chị Hiên đem lại. Đồng ý với chị không nào? Rồi, các bạn ơi, được chưa nào? Đấy nhá. Đó, rồi chị vừa rồi thì chị cũng đã nói một chút xíu về tác phẩm, về văn bản Những Ngôi Sao Xa Xôi cho các bạn, về nhân vật Phương Định cho các bạn. Và muốn học sâu hơn, muốn có sâu hơn về văn bản này, về tài liệu của văn bản này, thì các bạn sẽ tham gia khóa học chạy văn nhá. Và ở khóa học này thì các bạn sẽ được tặng một cuốn tài liệu dày như thế này. Đây chính là tài liệu khóa học. Và vừa rồi chị cũng đã đọc một phần kiến thức của tài liệu khóa chạy văn cho các bạn tham khảo. Các bạn có thể thấy rằng là chúng mình có thể thấy rằng là khóa học chạy văn là một cái khóa học mà vô cùng chất lượng. Đó. Khóa học này thì sẽ khai giảng vào ngày 16 tháng 4 các em nhé. Yên tâm đi, các bạn vẫn còn thời gian để có thể đăng ký mà. Và ngày hôm nay, tối hôm nay sẽ là buổi tối cuối cùng mà chị dành những cơ hội đăng ký khóa học với mức học phí ưu đãi cho các bạn. Ngày mai chắc chắn là các bạn sẽ đăng ký khóa học chạy văn với giá 999.000, và không còn với giá là 699.000 nữa đâu. Thế cho nên là chị mới muốn rằng là ngày hôm nay chị sẽ ở đây lâu hơn với các bạn một chút xíu, để các bạn có cơ hội mà cáp màn hình ngay trong cái lúc mà chị phát trực tiếp này, thì các bạn mới nhận được ưu đãi giảm học phí 300.000. Có đồng ý không? Nhá. Đó, thì đấy chính là tài liệu khóa học chạy văn. Các bạn có thể nhìn thấy là đối với khóa học chạy văn thì đầu tiên này là phần kiến thức nền các văn bản, những văn bản có trong chương trình ngữ văn lớp 9 và những văn bản sẽ nằm trong chương trình thi vào 10 đều có trong cuốn tài liệu này. Đó, thì các bạn cứ yên tâm về tài liệu của khóa học chạy văn. Đồng ý không nào? Nhá. Đó, phần sau thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy này, là phần phương pháp ạ. Nào, phần phương pháp. Các bạn sẽ xem là với nghị luận xã hội thì các bạn sẽ phải làm như thế nào. Đó, thấy chưa? Rất là nhiều những cái kiến thức mà các bạn được học ở khóa học này đấy. Về phần tiếng Việt, những phần mà sẽ phục vụ cho các bạn làm bài đọc hiểu khi mà ôn thi vào 10.
khi mà làm bài thi vòng 10. Đó nhá. Rồi, đây chính là về cuốn tài liệu của khóa học chạy văn. Và ngoài ra thì khi mà vào lớp học các bạn sẽ nhận được những tài liệu khác nữa cơ. Các bạn sẽ nhận được thêm những tài liệu nâng cao, những cái tài liệu chuyên sâu nữa cơ. Đó. Thế cho nên là hãy nhanh chóng nhá. Chị rất là hy vọng ngày hôm nay chị sẽ ở đây lâu hơn với các bạn để các bạn có cơ hội cắt màn hình trực tiếp khi mà chị đang phát trực tiếp, để các bạn nhận được mã giảm giá 300.000 khi mà đăng ký khóa học chạy văn. Khi mà đăng ký khóa học chạy văn. Đúng rồi, đăng ký bây giờ là được miễn 300.000 nhá. Có nghĩa là học phí của khóa học chạy văn đang là 999.000. Nhưng bạn nào mà có tham gia khóa học ngày hôm nay, tham gia cái buổi phát trực tiếp của chị ngày hôm nay, là các bạn chỉ phải đăng ký khóa học này với giá là 699.000 thôi. Đó, nghe rõ nha, nghe rõ khóa học này nha. Vào đây thì các bạn sẽ được giải đáp 1-1 và các bạn sẽ được chấm 1-1 đấy. Một tuần thì các bạn sẽ được học tận 3 buổi cơ. Các bạn được học rất là nhiều. Một tuần học 3 buổi là tối thứ 3, tối thứ 6 và tối chủ nhật đấy. Học nhiều lắm, nhiều kiến thức các bạn được học ở trong khóa này lắm. Đó, rất nhiều kiến thức được học trong khóa này. Nhớ, chỉ cần cắt màn hình thôi và gửi về cho admin thôi là các bạn sẽ được đăng ký khóa học với mức học phí là 699.000 rồi. Vậy thì không đăng ký ngày hôm nay thì còn đăng ký hôm nào nữa, đúng không? Ngày mai là ngày mà học phí trở lại với mức giá 999.000 rồi. Đó. Nhá. Đó, chị vẫn để cái phần phát trực tiếp này ở đây cùng với các bạn. Nào, các bạn hãy nhanh tay nhá. À, ở trong này thì các bạn sẽ được ôn rất là nhiều đấy. Chị chờ đợi các bạn, chị chờ đợi các bạn ở trong khóa học này, đúng không? Chị chờ đợi các bạn ở trong khóa học này và hứa hẹn rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều cái để có thể trao đổi với nhau trước khi mà các bạn thực sự là gọi là đi vào chinh chiến với kỳ thi vào 10, được không? Đó, chỉ hết ngày hôm nay thôi các em ạ. Đó, chỉ hết ngày hôm nay thôi. Rồi, vậy thì đó, ngày hôm nay thì chị đã cùng các bạn đi nói về văn bản Những Ngôi Sao Xa Xôi. Một văn bản mà ở trong đó có ba đóa hồng mọc giữa dãy Trường Sơn. Đúng không? Ba đóa hồng mọc giữa dãy Trường Sơn. Và đây cũng chính là một cái nhận định mà có thể các bạn sẽ đưa vào trong bài viết của mình. Đó, để gọi tên ba người con gái, ba ngọn đuốc, đúng không ạ? Của cái sự dũng cảm, của cái lòng yêu nước. Đúng không? Hay là có thể gọi ba nữ thanh niên xung phong ấy là những đóa hoa đã dành trọn thanh xuân cho tổ quốc. Đó, có rất nhiều cách để gọi mà. Có rất nhiều cách để gọi. Những Ngôi Sao Xa Xôi đó đã làm sống lại một cái trang sử hào hùng của dân tộc, khắc họa cuộc đời của ba nữ thanh niên xung phong dành trọn cái tuổi trẻ để bảo vệ tổ quốc. Được chưa nào? Rồi. Và chúng ta đều biết là văn học á, là một cái hành trình từ trái tim đến trái tim. Chính vì thế, những cái giá trị nhân văn sâu sắc mà những nhà văn truyền tải trong tác phẩm của mình, nó đã thành công chinh phục được nhiều thế hệ độc giả cho đến tận bây giờ. Và nền văn học kháng chiến chống Mỹ là một nền văn học với rất nhiều tên tuổi lớn, và các nhà văn đã gửi trọn cái lòng mình, đã cho chúng ta chiêm ngưỡng những bức tranh thời chiến đầy cái chân thực, nhưng cũng không kém phần sâu lắng về những con người đã không tiếc máu xương cho hòa bình, cho độc lập, để chúng ta được sống với một cái cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay. Và có lẽ rằng là chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong khóa học chạy văn để cùng nhau đi tìm hiểu những giá trị nhân văn, những giá trị sâu sắc mà văn học đem đến. Cùng ngược dòng thời gian đi tìm hiểu những văn bản của thời chiến, những văn bản của
của văn học Trung Đại, những văn bản mà đã khiến cho lòng ta thổn thức, các em nhé. Và ngày hôm nay, có lẽ rằng là chị sẽ xin tạm dừng phần phát trực tiếp của mình tại đây. Mong rằng chị em mình sẽ được gặp nhau ở trong khoa học chạy văn. Và đừng quên, nếu bạn nào nhanh chóng các màn hình lại, các bạn sẽ được nhận một mã giảm giá 300.000 khi đăng ký khóa học chạy văn, các em nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã vào đây và theo dõi phần phát trực tiếp của chị. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát trực tiếp lần sau nha. Bye bye!